tất cả những gì em từng nói, sao bây giờ em vội quên? Em nói là mình không hợp nhau, vậy tại sao ngày trước đến em nói anh là người duy nhất em sẽ yêu đến suốt đời? Cứ sao giờ đây những gì em nói em lại đi nuốt lời? Chính em là người nói câu mãi mãi rồi giờ lẽ nói câu lìa xa. Khi giờ tim anh em giữ cho mình một chìa khóa, em muốn nắm là nắm sao, em muốn buông là buông bỏ. Vậy thì em xem anh là gì, em đẩy anh vào tình huống khó. Con người thứ ba từng đâu xuất hiện thì em vội vàng buông bỏ anh. Em chọn ra phương án cho mình, đó là em chọn buông bỏ anh. Em chạy theo xa hoa hoặc chắc em thà đánh mất tình đôi ta. Rồi diễn cái rất chì và này nọ đổ thừa là do tình phôi pha. Đúng là cuộc đời mà không có gì gọi là mãi mãi. Sau bao cố gắng cuối cùng đổ vỡ thì là lỗi tại ai? Em nói anh là người duy nhất, nhưng rồi hiện tại không phải anh. Người em lựa chọn ngay chính lúc này, người đó không phải anh. Nước mắt tôi rơi thì cũng vậy thôi, vì người em chọn không phải anh. Là người nào đó đã chiếm lấy vị trí trong lòng em rồi, không phải anh. Em yêu người đó, em chọn người đó, người chồng tương lai không phải anh. Bao nhiêu tình cảm anh đã cố bung đắp, nhưng rồi hiện tại không phải anh. Em đã từng nói sẽ yêu anh mà, nhưng sao bây giờ không phải anh? Hay vì vật chất của thằng đó quá nhiều nên rồi em chọn không phải anh? Bao nhiêu lời nói, những câu thề em nói, nhưng rồi không phải anh. Người em thực hiện câu hứa lời thề chính là người khác, không phải anh. Không phải là anh có đúng không? Sự thật khiến anh rất đau lòng. Sao bao cố gắng dằn lại được gì từ em là hai từ thất vọng. Khi lựa chọn quyết định đưa ra là mình chia tay và chấm hết. Em nói là mình không hợp nhau và hiện tại em rất mỏi mệt. Em nói như thiệt luôn vậy đó, đừng có diện cớ hay lý do. Vì những lý do nó chẳng thiết thực, cứ nói thẳng ra là vì họ. Người thứ ba khiến tình đôi ta quyết định đi vào đoạn kết, đó mới là lý do chính đáng. Em đừng diện nữa, anh rất mệt. Em từng nói yêu anh mãi mãi cũng chỉ là giả dối thôi sao? Rồi lời thề những câu hứa em cũng quên mất phải không nào? Em từng nói anh là người cuối, là người em sẽ mãi yêu. Nhưng rồi hiện tại thì sao không phải? Lý do đó anh hiểu là vì vật chất nên anh không có. Rồi em tìm đại một lý do, em chỉ muốn đôi ta kết thúc thì giờ mãn nguyện em rồi đó. Còn nếu có giữ cũng chẳng ít gì khi lầm người đã buông bỏ. Chúc em hạnh phúc trọn vẹn sau này, giờ thì em vui được rồi đó. Nước mắt tôi rơi thì cũng vậy thôi, vì người em chọn không phải anh. Là người nào đó đã chiếm lấy vị trí trong lòng em rồi, không phải anh. Em yêu người đó, em chọn người đó, người chồng tương lai không phải anh. Bao nhiêu tình cảm anh đã cố bung đắp, nhưng rồi hiện tại không phải anh. Em đã từng nói sẽ yêu anh mà, nhưng sao bây giờ không phải anh? Hay vì vật chất của thằng đó quá nhiều nên rồi em chọn không phải anh? Bao nhiêu lời nói, những câu thề em nói, nhưng rồi không phải anh. Người em thực hiện câu hứa lời thề chính là người khác, không phải anh. Em đã từng nói sẽ yêu anh mà, nhưng sao bây giờ không phải anh? Hay vì bất chấp của thằng đó quá nhiều nên rồi em chọn không phải anh. Bao nhiêu lời nói, những câu